Schneider, Man United đi xuống từ khi Ten Hag loại bỏ Ronaldo. Theo cựu tiền vệ Hà Lan Wesley Schneider, mọi vấn đề của Man United hiện nay bắt nguồn từ khi mối quan hệ giữa huấn luyện viên Erik Ten Hag và Cristiano Ronaldo đổ vỡ cuối năm 2022. Sau khi đóng góp 24 bàn mùa 2021-2022 nhưng không thể giúp Man United giành suất dự Champions League, Ronaldo muốn chuyển tới câu lạc bộ khác. Anh vì vậy hội quân muộn đầu mùa 2022-2023, dẫn đến mâu thuẫn với tân huấn luyện viên Ten Hag. Nhà cầm quân người Hà Lan sau đó đẩy Ronaldo lên ghế dự bị. Giải thích việc không dùng anh ở trận thua Man City 3-6 vì sự tôn trọng và phạt vì bỏ về sớm ở trận đấu Tottenham. Đáp lại, tháng 11 năm 2022, tiền đạo Bồ Đào Nha cáo buộc bị Man United phản bội và công khai chỉ trích Ten Hag trong trò chuyện dài 90 phút trên chương trình PS Morgan Unsenso. Hơn một tuần sau, chủ sân Old Trafford chấm dứt hợp đồng sớm nửa năm với Ronaldo. Hiện, huyền thoại người Bồ Đào Nha chơi cho câu lạc bộ Saudi Arabia Al Nassr theo hợp đồng đến tháng 6 năm 2025. Kèm mức lương cao nhất thế giới 75 triệu đô la Mỹ mỗi năm, nếu tính thêm quảng cáo và tài trợ, con số có thể kiếm 200 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Dưới sự lèo lái của Ten Hag, Man United luôn thiếu ổn định. Điển hình như mùa này, họ bị loại sớm ở Champions League, Cúp Liên đoàn và đang đứng thứ 6 ngoại hạng Anh với 54 điểm qua 34 trận, kém 13 điểm so với đội thứ tư là Aston Villa nên chắc chắn không thể góp mặt trong top 4. Đồng nghĩa với việc mất suất dự Champions League mùa sau. Theo tôi, Ten Hag đã mắc sai lầm vào cái ngày quyết định mở cuộc chiến với Ronaldo. Đó là thời điểm ông ấy bắt đầu đánh mất mọi sự tôn trọng, Schneider nói trên trang Veronica Office, Hà Lan. Ông ấy nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Mọi thành viên trong phòng thay đồ đều nghi ngờ tính chính trực trong quyết định của Ten Hag. Hiện, thượng tầng của Man United có những biến động lớn sau khi tỷ phú Jim Ratcliffe nắm quyền điều hành mảng bóng đá. Gần đây, họ đã bổ nhiệm Jackson Wincock làm giám đốc kỹ thuật và Jan Aswood làm giám đốc thể thao. Tương lai của Ten Hag vì vậy cũng trở nên bất định. Schneider từng là ngôi sao tiền vệ ở Ajax, Real Madrid và Inter. Đỉnh cao của anh là mùa 2009-2010 khi cùng Inter giành cú ăn 3. Schneider cũng chơi ấn tượng trong màu áo tuyển Hà Lan, từng cùng đồng đội vào chung kết World Cup 2010. Do chấn thương và mất phong độ, Schneider rời Inter chuyển sang Galatasaray năm 2013. Sau một thời gian ngắn chơi cho Nice và Angarafa, anh giải nghệ ở tuổi 34 vào năm 2019. Do mối liên hệ trong quá khứ, Schneider thường được tham khảo trong các vấn đề liên quan đến Ajax hoặc bóng đá Hà Lan. Tuần trước, anh từng chỉ trích việc tiền đạo cánh Anthony về việc ăn mừng khiêu khích trước các cầu thủ Coventry City. Sau khi Man United nhọc nhằn hạ đội hạng nhất ở bán kết cúp FA, Anthony nên cảm thấy xấu hổ với những gì cậu ấy làm. Anh nói với Ziggo Sport về cách hành xử của cựu cầu thủ Ajax. Cậu ấy nên đi thẳng khỏi sân, thay vì đứng lại và chăm chọc đối phương. Tôi hy vọng Man United thua 0-5 ở chung kết. Trận chung kết cúp FA giữa Man United và Man City diễn ra vào ngày 25 tháng 5 là cơ hội cuối cùng để thầy trò Ten Hag giành danh hiệu mùa này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.